Xin kính chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn dựa vào những kinh nghiệm của mình đúc kết được trong khoảng thời gian làm tại thị trường bất động sản, những cái yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của một bất động sản để giúp cho tất cả các bạn có thể hiểu hơn và có thể lựa chọn được một bất động sản nó tốt hơn nha. Và những yếu tố này cũng có thể là các bạn cũng đã biết rồi và cũng có một số bạn cũng có thể là chưa biết. Thì mình xin phép được chia sẻ đến các bạn nào chưa biết về những yếu tố này, cũng như tất cả các bạn nào đã biết rồi thì các bạn cũng có thể là bỏ qua giúp mình nha. Đây là những cái kinh nghiệm thực tế của mình, những trải nghiệm của mình đã đúc kết được trong khoảng thời gian mình làm tại thị trường bất động sản, cũng như là mình tiếp xúc với những khách hàng, những chủ đầu tư. Và mình nghĩ rằng nó sẽ cần thiết cho tất cả các bạn khi mà mình lựa chọn một bất động sản ha. Rồi, chúng ta cùng nhau vào thẳng vấn đề luôn nha các bạn. Những yếu tố làm ảnh hưởng đến thanh khoản của một bất động sản. Yếu tố đầu tiên đó là đường đi, đường nhỏ ha. Đường đi là một cái yếu tố nó quyết định rất nhiều đến thanh khoản của một bất động sản. Nó tác động đến giá và nó cũng tác động đến cả sức mua luôn. Ở tại các ngân hàng á, thì họ thường lấy các yếu tố đường đi làm cái yếu tố làm giảm giá của một bất động sản. Khi mà thẩm định tài sản thì yếu tố đường đi sẽ là cái yếu tố để được so sánh. Các hẻm, các sẹt hoặc ngõ, ngách là các yếu tố nó làm cho giảm giá của bất động sản. Và thông thường thì cứ vào một hẻm thì cái giá của bất động sản đó nó sẽ giảm đi từ 15 đến 20% ha. Mình xin lấy một ví dụ như thế này. Mình lấy ví dụ là một lô đất mặt tiền với giá trị là 1 tỷ đi, thì mình vào hẻm giá nó sẽ còn sấp xỉ là 800 mà thôi. Và cứ tương tự như vậy, khi mình vào hẻm thứ hai thì giá giảm đi là 15 đến 20% giá của cái hẻm thứ nhất. 1 tỷ giảm một lần 1 thì nó còn khoảng 800, thì giảm lần 2 thì nó còn hơn 700 mà thôi. Vào càng sâu thì giá nó sẽ càng giảm. Các bạn lưu ý rằng là độ rộng của hẻm là cái khoảng cách bé nhất tính từ đường lớn đi vào nha. Trên một đoạn đường từ đường lớn đi vào thì cái đoạn nào nó bé nhất thì mình lấy cái đoạn đó làm cái đoạn để so sánh, chứ không phải là cái mặt trước nhà của mình là 5m nhưng mà cái đoạn cua nó nhỏ hơn 5m, nó khoảng 4m hoặc 3m mà mình lấy là đường 5m là sai nha. Mình lấy đoạn nhỏ nhất trong khoảng đường từ mà đường mặt đường á đi vào tới nhà mình. Và cái mức giảm nó nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào vị trí nè, hình dáng nè, có thể là thế đất nè, vân vân. Nói chung là đơn giá của một bất động sản thì nó sẽ phụ thuộc vào hẻm rất là nhiều và nó luôn thấp hơn cái giá của cái mặt tiền đường ha. Luôn luôn đơn giá của hẻm luôn luôn sẽ thấp hơn giá của mặt tiền đường. Và còn rất là nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như là đường nhựa hay là đường bê tông hay là đường rải đá hay là đường đất, nó cũng ảnh hưởng đến giá rất là nhiều. Và cứ dựa trên nguyên tắc đường nó càng chắc càng đẹp thì giá nó càng cao, đường càng xấu lồi lõm lổm chổm thì giá nó càng thấp. Đường to hay đường nhỏ nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giá của bất động sản. Người ta thường so sánh cái đường ô tô có vào được hay không, vào tới được bất động sản hay không. Ví dụ như ô tô vào được thì đường nó khoảng tầm là 3m đổ lên thì giá của bất động sản nó sẽ rất là cao. Và đường hai ô tô tránh nhau thì giá sẽ cao hơn nữa. Và đường ô tô không vào được thì nó từ 3m đổ lại ha các bạn. Thì các bạn cũng nên lưu ý là những cái bất động sản đường ô tô không vào tới tận nhà được hoặc là không vào tới được bất động sản thì giá nó sẽ thấp hơn rất là nhiều nha. Mình xin lấy một cái ví dụ này cho các bạn để các bạn dễ hình dung. Là một cái căn nhà hẻm hai sẹt ha, đường 3m bê tông. Thì đối với một cái bất động sản, cái mặt tiền đường ở ngoài á, nó giá là 1 tỷ. Thì cái căn nhà này nó sẽ có cái mức giá là 1 tỷ nhân cho 80%. Cái 80% đầu này là một cái sẹt đầu tiên các bạn. Và nhân tiếp cho 80% nữa thì cái giá của bất động sản nằm trong cái hẻm thứ hai đó thì nó sẽ là 640 triệu. Có thể sẽ cao hơn hoặc thấp hơn một chút. Tuy nhiên xét tới cái yếu tố là xe vào tới tận nhà hay không,
hẻm 3m thì khó có thể mà cao hơn được các bạn. Hẻm 3m thì ô tô có thể là sẽ không cua vào được, do là nó có những cái góc cua nhỏ, ô tô sẽ không vào được. Có những cái loại ô tô nhỏ như Kia Morning chẳng hạn thì sẽ vào được. Tuy nhiên thì đối với những cái chiếc ô tô to 7 chỗ, 9 chỗ thì sẽ rất là khó vào. Thì sẽ dẫn đến là cái nhu cầu mua những cái căn nhà hẻm nhỏ nó sẽ ít hơn ha. Rõ ràng rằng là mình vô tình bỏ qua một cái lượng khách hàng đang sở hữu ô tô. Vì vậy cho nên là giá bán có thể sẽ thấp hơn cái mức giá mà mình dự đoán là 640 triệu. Mình cứ lấy căn cứ là 1 tỷ ở mặt tiền đường đi. Đó, mình xin lấy một cái ví dụ vậy cho các bạn biết được rằng là cái giá nó sẽ phụ thuộc vào cái hẻm, độ rộng của hẻm. Và tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể tính nhẩm ra được cái mức giá so sánh đối với một cái bất động sản thông thường nha. Tuy nhiên thì nó còn rất là nhiều yếu tố khác để quyết định được cái một mức giá nó chính xác của bất động sản nha. Không chỉ dựa riêng vào một cái yếu tố bất động sản là đường đi để mình tính giá được, nhưng đường đi là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi mình lựa chọn bất động sản. Đối với các bất động sản, hầu hết tất cả các ngân hàng luôn, mình lấy yếu tố từ ngân hàng, thẩm định từ ngân hàng đi ha, có cơ sở hẳn hoi, thì đều loại trừ bất động sản có mộ nằm trên đất. Một số dễ hơn á, thì họ sẽ nhận bất động sản có mộ trên cái thửa đất kế bên thôi. Còn mà cái mộ nằm trên cái thửa đất của mình luôn là hầu hết tất cả các ngân hàng đều không nhận nha các bạn. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ giảm trừ đối với cái tài sản mà nó kế bên có mộ thì sẽ giảm rất là nhiều. Nó giảm giá trị của tài sản rất là nhiều khi ngân hàng xuống định giá, bởi vì tính thanh khoản của bất động sản đó rất là thấp luôn. Đối với những cái khu mộ không phải là nghĩa trang nha, thì cứ 10 chiếc mộ trở lên trong vòng bán kính là 100m thì sẽ bị loại trừ. Ngân hàng sẽ không nhận những bất động sản đó nha các bạn. Đối với một bất động sản xung quanh bán kính 100m mà có 10 cái mộ thì ngân hàng sẽ không nhận nha. Chính vì thế cho nên trong khi mình đi xem một bất động sản, các bạn cần hết sức lưu ý rằng là những cái bất động sản nó nằm cạnh mộ hoặc là ở gần cái khu mộ, khu nghĩa trang thì giá trị bất động sản sẽ giảm đi rất là nhiều. Nếu các bạn mua để ở thì tùy vào cái cảm nhận của mỗi người thôi. Có những người sẽ không quan trọng bất động sản nó có mộ kế bên. Ví dụ như là những cái khu vực phía Nam, miền Tây, vùng ven thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó ở phía Nam á, thì hầu như gia đình đều là lựa chọn chôn cất người thân của mình trong khuôn viên của nhà. Tuy nhiên thì đa phần đối với những người lựa chọn bất động sản thì thường họ sẽ ít lựa chọn những bất động sản có cạnh mộ hoặc là có những cái khu mộ kế bên nha. Chẳng thà là không biết trước đây có khu mộ hay không, còn nếu biết á, thì rất ít người lựa chọn. Mình ví dụ như là ở khu Bình Hưng Hòa, khu quy hoạch tổng thể để làm các dự án đó các bạn, thì nay nó đã có rất là nhiều người vào ở rồi, ở chật kín luôn. Tuy nhiên nếu mà bạn là người dân ở đó, khu vực đó, hoặc là bạn đã biết cái khu vực đó từ xưa rồi, thì đa phần là mọi người sẽ không bao giờ dám mua những cái bất động sản ở khu vực nghĩa trang trước đây. Và mình có một cái lưu ý cho các bạn là khi các bạn đi xem căn nhà, và nếu xung quanh nhà mình á, nó có một cái bức tường thật là cao, hoặc là nó có cái hàng rào che chắn mà nó cao hơn so với cái tầm nhìn của mình, thì các bạn nên để ý, lưu ý và tìm cách xem thử cái bên trong đó có cái yếu tố gì không nha. Đối với một cái bất động sản khu vực nội thành thì đường một chiều cũng là một cái yếu tố nó quan trọng làm cho bất động sản đó nó bị tụt giá các bạn. Theo thói quen của người dân thì đi trên đường thì đều là nép qua phía bên tay phải. Vậy thì nếu mà đường một chiều thì cái phía bên tay trái nó rất khó làm ăn, buôn bán cũng như là di chuyển. Để mà rẽ vào một cái hẻm phía bên tay trái thì cũng rất là khó khăn, nguy hiểm. Bởi là bên trái là cái làn đường dành cho những cái chiếc xe ô tô nè, xe tải nè và có thể là xe lớn. Thế nên giá của bất động sản ở những cái vị trí này cũng sẽ giảm theo dựa vào cái thói quen của người dân ha. Với những cái vị trí ở dưới chân cầu hoặc là bên hông cầu thì những nơi này thường rất kén người mua. Có những bất động sản đang buôn bán tốt thì bị quy hoạch mở cầu bắt ngang qua luôn,
ngang qua trước nhà luôn, thì làm cho những cái căn nhà đó từ vị trí đẹp nó trở thành vị trí nó không thuận lợi. Bởi vì người dân của mình á, đi lại khúc mà lên cầu xuống cầu đều họ phải tập trung và giảm tốc độ, hoặc là có thể là tăng tốc độ để lên cầu, cũng như là chú ý để họ đi đường, không để ý nhiều vào những cái nơi xung quanh. Mặt khác thì đối với những cái chiếc xe chạy từ trên cầu chạy xuống, đôi lúc thì cũng có thể sẽ xảy ra những cái rủi ro. Tuy nó rất ít nhưng mà tâm lý của người dân, người mua cũng rất là sợ, lỡ mà xe nó có hư phanh hay là nó lao xuống ngay nhà dân luôn, ngay cái đầu cầu luôn, thì lúc đó sẽ như thế nào? Rất là nguy hiểm luôn. Thế nên cần xem xét kỹ những nơi này trước khi mình quyết định mua một bất động sản, để mà tránh những cái rủi ro cũng như là tâm lý mình bất an khi ở, và cũng như tính thanh khoản của những cái bất động sản này nó rất là kém và kén người mua. Và một yếu tố nữa cũng làm cho bất động sản nó thanh khoản thấp mà ít ai để ý, đó là cái thế đất ha. Đất nó thấp hơn đường, đất hoặc nhà nó có nền thấp hơn so với cái mặt đường trước nhà của mình. Thì đối với những cái bất động sản loại này thì thường là những bất động sản nó nằm ở khu vực vùng cao, đất không bằng phẳng, hoặc là nhà, đất ở mặt tiền đường nhưng mà đã được xây dựng rất là lâu rồi. Hiện nay đường đã được nâng cấp cao hơn so với nền nhà. Thì đối với những cái bất động sản loại này, thường thì người mua có tâm lý là họ sẽ sợ, ít lựa chọn hơn. Khi mà mưa, gió hoặc là bụi bặm gì đó, rác thải, những cái lúc mà mưa đổ về thì nó sẽ dồn hết tất cả vào nhà mình, đất của mình, rất khó để thoát ra được. Và mặt khác, nếu mà đất thấp hơn đường thì khi đưa vào sử dụng á, thì cái người mua họ phải mất thêm rất là nhiều chi phí để mà san lấp nè, nâng nền nè, cho phù hợp với cái mặt đường hiện tại. Còn về yếu tố phong thủy nữa thì đất thấp hơn đường nó sẽ làm cho gia chủ không được tốt ha. Thì cái phần này thì mình xin phép không bàn luận. Thì chính vì vậy cho nên là thường các nhà đầu tư bán những cái lô đất mặt đường á, thì thường thì họ đã san lấp trước đó rồi, họ có thể là san lấp cao hơn để họ dễ bán hơn. Và thêm một yếu tố quan trọng trong việc đầu tư và lựa chọn liên quan đến thanh khoản, đó là vị trí đất ha. Mà chính xác đó là cái hẻm cục. Nếu mà bất động sản đó nằm trong hẻm cục thì cái thanh khoản của bất động sản đó nó sẽ rất là thấp, thấp hơn cái hẻm thông rất là nhiều. Vì cái lý do là người mua có cái tâm lý thì nếu mà xảy ra rủi ro, hỏa hoạn hay thế nào đó, hoặc là nhiều cái yếu tố khác xung quanh, thì họ chỉ có một cái lối đi để chạy mà thôi. Cho nên là không có một cái lối nào khác ngoài ra hết. Thế nên bất động sản trong hẻm cục thì thường nó có giá trị sẽ thấp hơn những cái hẻm thông thoáng hơn rất là nhiều. Và ngoài các yếu tố trên thì còn các yếu tố khác như bất động sản gần trạm biến thế nè, cột sóng nè, có thể là gần lò mổ nè, lò thiêu nè, bãi rác nè, vân vân, rất là nhiều ha. Và với bất động sản gần trạm biến thế, điện cao áp á, thì nó rất là nguy hiểm, nó có thể bị rò rỉ dẫn đến chập điện, gây cháy nổ không an toàn. Còn mà những cái bất động sản nó gần cột sóng thì tương tự như trạm biến thế mà thôi, thì những cái cột sóng viễn thông, truyền hình cũng là cái yếu tố làm cho thanh khoản yếu đi. Vì những cái tác hại của nhiễu sóng về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến con người. Chính vì vậy người mua bất động sản họ cũng cần quan tâm rất là nhiều tới yếu tố này để tránh được những cái nguy cơ có thể sẽ xảy ra. Nếu mà mua bất động sản để ở thì cần phải chú ý, tốt nhất là phải cách cái trụ sóng khoảng tầm hơn 200m. Còn đối với những cái bất động sản gần lò mổ cũng vậy, nhiều xe ra vào, tiếng động thì nó rất là nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nếu mà bất động sản nó gần cái lò mổ quá thì nó sẽ không tốt ha. Và cũng tương tự như vậy, ở những bất động sản gần lò thiêu thì tâm lý người mua đa phần sẽ tránh xa, bởi vì cái khí độc hại này cũng như là các yếu tố tâm linh gây ảnh hưởng rất nhiều đến thanh khoản của bất động sản. Và còn đối với những bất động sản gần bãi rác thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí, nguồn nước cũng như là hoạt động của các xe rác chạy ra vào rất là nguy hiểm. Tốt nhất là nên chọn những cái bất động sản nó cách bãi rác bán kính khoảng tầm là 2 km hoặc là xa hơn, và an toàn có thể là 5 km, để có thể mình có được một cái bầu không khí nó trong lành hơn, nguồn nước sạch hơn
cũng như là an toàn về giao thông đi lại. Như như các bạn cũng đã biết thì ở quốc lộ 50 á, nó có một cái hướng về bãi rác Đa Phước. Thì những ai đã từng đi qua khu vực này hoặc là có người quen ở gần khu này thì sẽ rất là hiểu. Rất ồn ào và ô nhiễm, nhiều vụ tai nạn nó đã xảy ra liên quan đến xe rác rồi. Và trên đây là những cái yếu tố nó làm ảnh hưởng đến thanh khoản của một bất động sản. Bất động sản thường ngày xin chia sẻ đến các bạn và dành cho những ai chưa biết hoặc đã quên rồi để các bạn cũng có cơ sở để lựa chọn cho mình một bất động sản sạch nha. Một bất động sản có thanh khoản tốt để đầu tư cũng như là để ở nha. Và cũng còn rất là nhiều yếu tố khác gây ảnh hưởng đến thanh khoản của một bất động sản. Tuy nhiên do cái thời lượng không cho phép thì nên bất động sản thường ngày chỉ nêu một vài yếu tố nổi bật mà thôi. Các bạn có thể góp ý, đóng góp thêm dưới phần bình luận nha. Theo các bạn thì còn yếu tố nào khác làm ảnh hưởng đến thanh khoản của một bất động sản nữa không? Thì các bạn hãy bình luận để cho mọi người cùng biết nha. Xin chân thành cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.